ở ngay tại chỗ này nè. Nên là nữ anh hợp anh nói mất nói gì anh phải gáp thiếu sao được, gáp thiếu được tại vì con ngốc ở đằng này nữa. Nó phải khớp với nhau đúng không? Nó ăn nhau mới được nhỉ. Hôm qua có ngồi trao đổi với ảnh đi, chắc làm nhà này chắc một hai nhà nữa chắc ngưng với Bùi Hồ, thấy đi xa cực không có lời mà lại bị bình luận trái chiều một hai cái tự nhiên ảnh buồn. Dạ khỏe rồi. Khỏe là sao nói nha? Khỏe là mình không được, mình không tắm ngoài trời, không kêu bà không tắm ngoài giờ không, không có giọt nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại các anh thợ cũng như là Út Đồng Tháp và Một Đồng đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Sở dĩ ngày hôm nay các anh em có mặt tại đây á vì ngày mai này sẽ khởi công để mà làm nhà mới cho hoàn cảnh của bà ngoại cùng với lại 5 người con. Sẵn tiện đây thì anh Hợp ghé đây cũng như là Bùi Hồ ghé đây thăm lại hoàn cảnh của bà Út cùng với lại Tuyền với lại Tiết. Và chiều hôm nay á thì bà Út thì cũng đi bán vé số chưa về cô bác quý anh chị. Và sau khi đăng đoạn clip bàn giao ngôi nhà thì cũng có khá là nhiều cô bác quý anh chị vô bình luận rằng là các anh thợ thì làm rất là nhanh, gọn và thậm chí là rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì ở đó thì Bùi Hồ cũng nhận được một vài cái phản hồi cho rằng là một số cái chi tiết nho nhỏ nó bị thiếu sót. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp có mặt ở tại đây vào một buổi chiều ghé lại thăm ngôi nhà. Thì anh Hợp ơi, ngôi nhà này mình xây trong thời gian bao lâu anh Hợp ha? Nhà này làm hết luôn khoảng 8 bữa. 8 bữa. Sau khi xây ngôi nhà thì rất là nhiều cô bác quý anh chị nói là các anh thợ làm vừa có tâm mà lại nhanh gọn lẹ cho bà cô Út cũng như là các cháu á có được ngôi nhà mới ở. Tuy nhiên thì có cái phần cái nhà vệ sinh á thì có cái nắp của cái bồn cầu á là như thế nào, anh có thể giải thích ở trong nghề nghiệp anh giải thích được. Cái nắp bằng cầu á là mình mua thì là cái cửa hàng nó giao á. Vô đây trước đi ha. Vô đây trước đi, tí xíu nữa kìa. Hai con ngồi đó nha. Chú tí xíu rồi. Tại vì cái bằng cầu này là nó nhiều hãng phải không? Mà không biết nó đưa cái nắp này là đúng hay là nó bị đèn, sai. Bấm đèn bên trong đó. Là cái nắp bằng cầu này là cái một cái hãng công ty nó khác nhau mà không biết phải là của nó hay không. Để mình chụp hình mình lên cái mà chỗ bán đồ nè. Để coi đúng hay sai, nếu mà sai thì nó đổ lại cho mình. Còn đúng thì phải chịu. Có nghĩa nếu như mà đúng cái mẫu nó thì mình chịu. Còn sai thì nó sai nó đổ lại cho mình. Nhưng mà có cái điều là mọi người thấy nó bị hở ngay tại chỗ này nè. Nên là nữ anh Hợp anh nói mất nói gì ảnh phải gáp thiếu sao được, gáp thiếu được tại vì con ngốc ở đằng này nữa. Nó phải khớp với nhau đúng không? Nó ăn nhau mới được nhỉ. Nó phải ăn ngay cái khớp mới được chứ giờ đi cũng đâu được đâu. Có cái lỗ mà. Giờ đi mình đâu có chỗ đâu bác. Bây giờ tí xíu nữa Bùi Hồ cũng đã chụp hình rồi. Và tí xíu này nữa thì lại cửa hàng để trao đổi thêm và có ấy thì đóng rồi. Ấy thì mình đổi cái nắp. Còn nếu mà thực tế y gan vậy thì khỏi. Nếu như mà cái nắp đó y gan vậy là mình khỏi ha. Vấn đề thứ hai nữa nè, cái nhà chuyện nhà vệ sinh nhắc từ lúc mà chưa xây nhà cho đến là ngôi nhà nó hoàn thành luôn. Cái vấn đề thứ hai là B nè. Đứng xa nó mới được xíu. Đây, tại mới lăn mới. Cô báo anh chị thấy không? Bây giờ màu nó lên lại. Trắng rồi đó. Lên trắng lại nè, tại mới lăn. Đó. Thì nó đâu khô liền. Lúc mới lăn thì các anh em cũng bàn giao luôn và khi mà bàn giao thì B này nó chưa nổi màu lên á. Bữa nay lên màu đó. Thì bữa nay lên màu lên nó trắng lại. Mà có được sự hỗ trợ hôm nay thì anh Một Đồng cũng có nhận một sự hỗ trợ là cái cô ở Mỹ á. Thì cô nói là làm cái màu hộp gà, làm cái phần màu này nè, hộp gà. Thì cô gửi cho anh Một Đồng là 300 đô đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Ngày sau anh Hợp làm luôn. Tại vì có ấy thì mình làm lại cho thêm cho. Lại cái màu này cũng hộp lặn cũng màu hộp gà nè. Cái màu này trên nhà của chị Tú mua thùng nó lớn nó dư đó, mình đem xuống sẵn mình làm luôn nè. Nhà hộp gà chị Tú á. Rồi, thứ hai là có gà đi ra chỗ nhà vệ sinh của anh đây đi. Thứ hai là các anh em sẽ sau này sẽ làm lại cái phần này cô bác anh chị. Nói anh Vũ sẽ làm lại cái gờ này gờ. Làm cái bếp ga da rồi. Muốn giờ đâu giờ. Cô Út muốn giờ ở đâu thì giờ theo chỗ đó. Quay qua đây đi anh. Đó, cái thứ ba nữa là những ngày anh Vũ xuống có mặt tại đây á thì sẽ khoét thêm một cái cửa sổ ngay tại đằng trước, một cửa sổ 1m2m4 và một cái cửa sổ ở trong phòng nữa. Đó. Bây giờ thì cô Út nói là cô Út ngủ ngay tại chỗ này nè. Đó, cô Út cũng tiện con cháu cho nó ngủ tại chỗ này luôn.
Thì bây giờ mình cứ làm gờ đi, cô muốn giờ phong thủy cô thì cô muốn giờ đâu vậy? Tại nhà là cô ở, mình không có quyết định được cái chuyện đó. Còn cái vấn đề này nữa nè, anh hợp cho chỉ rồi. Vấn đề này, cái cửa này thì cũng có khá để như vậy thì nó cũng đẹp. Tuy nhiên thì cô bác của anh chị nói là nhà thì cũng phải có một cái cửa cho nó thoát. Thì cô Út thì muốn như vậy. Nhưng mà thì thôi thì Bùi Hồ thấy nó cũng hợp là mình sẽ làm một cái cửa tại chỗ này, có khung cửa tại này có thể mở ra mở vô được để cho cô bác của anh chị an tâm. Nói chung là làm nhà nào thì ngôi nhà nào cũng phải có sự thiếu sót một ít thôi, một chút đỉnh. Tuy nhiên thì góp ý của cô bác của anh chị làm cho Bùi Hồ cũng như các anh em càng ngày càng phát triển hơn để hoàn thiện bản thân mình. Cũng như là ngày hôm nay là khi mà quay đoạn clip này đó là Bùi Hồ nhận được hai cái phản hồi. Tí xíu nghe điện thoại đi anh Thập. Có điện thoại hả? Tắt luôn. Có hai cái phản hồi. Một á là mua mà hai thùng mì mà lấy chỉ có một thùng mì. Đó thì mai mốt Bùi Hồ lại ghé lại để trao đổi thêm để có thể nhận lại. Còn đó thì vẫn còn đó chứ không có đâu. Quan trọng là mình thiếu sót thôi. Cái đó là của Bùi Hồ. Cái thứ hai là Út Đồng Tháp mới là Bùi Hồ sao mà mua 6 triệu mấy mà trả ra 7 triệu mấy. Thì coi clip mà sớm giờ già gà tới gà lui coi thì trả đúng số tiền, lúc đầu trả có 2 triệu thôi. Sau này đưa 4 triệu mấy nữa là 6 triệu mấy đó. Cái vấn đề thứ ba này càng thêm anh học hôm qua có ngồi trao đổi với ảnh đi. Chắc làm nhà này chắc một hai nhà nữa chắc ngưng với Bùi Hồ, thấy đi xa cực không có lời mà lại bị bình luận trái chiều một hai cái tự nhiên ảnh buồn. Chẳng hạn như thế này, có một bình luận như thế này. Anh đọc bình luận anh ngủ không được. Làm nghề này cũng khổ. Không lên mạng thì thôi mà lên mạng thì phải có sự chỉ trích. Đó, thì sự chỉ trích của một người thì cô bác của anh chị thì luôn quan tâm, nhưng mà nói để cho các anh có một cái động lực anh làm nó khác. Như Bùi Hồn đã chia sẻ là khi mà mình làm nhà đó là mình phải tính cái độ bền, độ kết cấu về bê tông, về sắt, độ bền trước cái đã. Và ở thời gian được bao lâu cái đã. Và tính đến độ thẩm mỹ sao. Và có một số cô bác anh chị nói là có một số á, ngôi nhà xây dựng nó chỉ có nhà tường luôn, giá gạch lên 1m2 luôn mà nó chỉ có gần 110 triệu. Thì anh Hợp anh nói rồi so sánh với ngôi nhà, nói thậm chí bình luận một cách rất là thô như thế này: cái anh thợ này xây như thế này chắc mai mốt đi theo YouTube giàu luôn. Nói vậy á, anh Hợp có đọc được bình luận đó, mà đọc được bình luận đó thì sao, nói cho em nghe. Ông thấy em buồn hơn. Buồn. Nhưng mà anh lúc đầu anh em mình hợp đồng trao đổi là một cái bồn cầu là 400 ngàn. Nhưng mà anh bỏ luôn là bồn cầu ra là 1.4 triệu là anh lột bỏ luôn 400 ngàn. Thì cái đó anh cũng đâu có nói đâu. Viên gạch này hồi đó 40 phải không? Là 85 ngàn mình mua 110 ngàn luôn đó. Mình bù vô 1 triệu mấy đó. Còn dây nguồn điện đó là mình mua thêm từ đó kéo qua chút 17-18 hết rồi. Rồi như vậy vợ về có la không? Không, tại vì mình thấy chút đỉnh thôi mình ấy luôn trong. Không, ý gặp bình luận về vợ có nói thôi đi ông ơi vậy không? Không, bà cũng không chịu làm nữa. Không chịu cho đi làm nữa hả? Đó, cô bác có gì thấy khổ không? Nè, em hỏi nè, ngôi nhà mà mình là ngôi nhà của mình là 110 triệu đúng không? 110 triệu. Đó, thì sau này phát sinh thêm đó, phát sinh thêm mấy cái cửa sổ khoét nữa. Thì có một số người thì nói xem ngôi nhà này mắc, thì anh có thể trao đổi về cái độ kết cấu bê tông nó như thế nào cho em, cho mọi người hiểu tí xíu à. Vì cái thường thường thì làm có khi người ta đâm re không à, đâm re cái nền không à. Đâm re nó đơn giản thôi. Còn cái này là mình đổ bê tông mà cốt luôn á, đổ bê tông là chống sập, nó gạch lên chống sập. Còn như hầm cầu thì mà dĩ dưới dĩ trên đầy đủ. Mình phải xây 2 dĩ. Đâu có mà đâm re xây đâu. Mình phải đổ 2-3 ngàn. Còn xây 3 ngàn đàng hoàng. Bồn cầu của anh Hợp xây á là 3 ngăn chứa lọc lắng. Và ở dưới đổ dĩ bê tông. Ở phần trên đổ dĩ bê tông. Mình tính đến một cái ngôi nhà thì mình phải tính đến cái độ bền chắc của ngôi nhà ở được bao lâu. Chứ bây giờ mình giao ngôi nhà xong đẹp thì có, nhưng mà ở khoảng 1-2 năm ngôi nhà sụp lún thì lúc đó mình lại mang tội nữa. Cái phần cứng không ai thấy hết trơn á, nhưng mà cái phần đẹp thẩm mỹ ở ngoài người ta thấy. Người ta thường nói câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Nên thành nữ là kết cấu của bê tông á, nó quan trọng lắm. Nó cực kỳ quan trọng luôn. Và ở làm sao như thế nào cho nó bền nhất có thể. Nếu như mà ngôi nhà này ở bình thường như thế này, thời gian mưa gió là bao lâu? Thì như ba cái sắt này nó cũng dày, cũng qua sen nữa. Nhà này ở 40 năm là thoải mái bình thường. Thật ra thì nếu như
mình không quay chi tiết về ngôi nhà này thì cô bác của anh chị sẽ không hiểu được. Đến ngày bàn giao, quay bàn giao xong cho cô bác của anh chị cũng được nữa. Nhưng mà các anh em mình tại họ là không làm vậy. Tại vì mình muốn sát sao cùng với các anh thợ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ những cái thước phim của các anh thợ cho cô bác của anh chị xem. Làm như vậy á, anh Hợp cũng lãnh rất là nhiều công trình lớn nhỏ có và làm mấy chục năm nay rồi. Thì làm theo ý của chủ nhà muốn sao làm vậy. Ở đây thì các anh em là làm có thảo luận với nhau, có bàn bạc với nhau và vừa túi tiền với nhau, cách nhà làm sao mà cho nó bền, chắc và dư được cái số tiền để cho chủ nhà ở rồi sinh sống sau này nữa. Chứ bây giờ xây cắt mà tính cái độ thẩm mỹ không, anh Hợp anh nói là coi ngôi nhà 100 triệu anh vẫn có thể là dán gạch lên được. Được không? Được. 100 triệu nhà ngang 4 vàng 11, 15 luôn. Làm 100 triệu làm vẫn được luôn, dán gạch lên được luôn. Nhưng mà ở được nhiêu năm? Ví dụ vậy thì nứt bọng gì 20 năm mình không biết cái vụ đó. Nó nên thành nữ là nói hồi ảnh cũng buồn buồn thương lắm. Nói mỗi bạn mỗi một cái ngôi nhà khác nhau, kết cấu khác nhau, thậm chí dán gạch, bây giờ dán gạch mà gã gỗ hoài cũng bị nói nữa. Nói rằng là gạch giả gỗ rẻ lắm, sao Bùi Hồ mà cứ dán gạch màu này. Hình Hợp chia sẻ gạch này với gạch trắng gạch nào đẹp hơn, mắc hơn? Cái gạch giả gỗ giờ là mà men mình đó là nó thịnh hành hơn, là nó mắc hơn cái loại màu như màu xanh á, cách đây rồi đó, là cái hàng đó là hàng rẻ. Cái giả gỗ là nó mắc 40 hoặc 50, cái nào nó cũng mắc hơn mấy cái hàng kia hết. Một cái nhà vệ sinh xây khác nhau, cùng một cái nhà vệ sinh cùng diện tích giống nhau, tuy nhiên một cái nhà vệ sinh có thể 40 triệu và cái nhà vệ sinh có thể 20 triệu, thì nó tính về cái độ sâu của cái hầm chứa nè, rồi cái độ tường bao nhiêu ở dưới cái hầm nữa nè, 20 hay là 40 nè, nó sẽ nội thất ở trong, nội thất ở trong nữa nè. Nên là nữ là nếu như mà đem xây dựng ra so sánh nó rất là nhiều khê. Chẳng hạn như một cái cánh cửa sổ thôi, một cái cánh cửa mà cửa nhôm như vậy á, cùng kích thước với nhau 1 triệu mấy, nhưng mà cửa bằng sinfa thì nó khoảng 2 triệu mấy. Nên là nữ là mình nói về cái độ mà so sánh thì đừng nên đặt bằng căn ngôi nhà này nó mắc hơn, bằng ngôi nhà này rẻ hơn, mà phải một á là tùy vào vật liệu xây dựng ở mỗi nơi nó mọi khác nhau, hai là độ kết cấu của bê tông nó khác nhau, và ba là cái độ bền của ngôi nhà nó cũng khác nhau, bốn là nội thất nó cũng khác nhau. Nên mong mà cô bác của anh chị á, các anh em có một cái quan điểm, anh Hợp và anh Vũ cũng vậy, có quan điểm là làm sao cho người ta không có tiền xây nữa, người ta không có tiền sửa nữa, làm sao cho bền nhất, đẹp nhất. Và trong khi mà xây nhà thiết kế những cái mẫu nó khác nhau á, thì nó phải có những cái thiếu sót nhất định. Chẳng hạn như cửa sổ, ra đây đi anh Hợp ơi, đây cái cửa sổ này, nói bàn qua tới cửa sổ luôn nè. Cái cửa sổ này lúc trước là khoét ở đây là vừa rồi, tuy nhiên sau một thời gian nhận định á thì thấy nó tối quá mới khoét cái cửa sổ qua bên đây. Nó thêm một cái cửa sổ bên đây thì giờ sáng hơn đúng không, mà vẫn còn tối. Bây giờ mới khoét thêm một cái cửa sổ bên đây nữa á, khoét thêm một cái cửa sổ bên đây nữa nè, cô bác anh chị thấy không. Nên là nữ là ở mỗi ngôi nhà khác nhau, địa hình khác nhau, thì mình phải có một cái cách bố trí xây cũng như là khác nhau. Nhưng mà chung quy lại á, ở đây thì các anh em mình ở đây không có phân mua rằng là để cho cô bác anh chị hiểu rằng là ngôi nhà tại sao xây mắc vậy, không phải giải bài đây, mà chắc chắn hay không thì cô Út sẽ tự cảm nhận được, những người ở trong ngôi nhà này sẽ tự cảm nhận được. Và mong á cô bác anh chị nếu như có bình luận thì để lại một bình luận tích cực, còn không nếu như không thích thì cô bác anh chị có thể là bỏ qua, không bước xem qua kênh của các anh em nữa. Dù sao thì các anh em cũng đi làm như thế này cũng cực khổ lắm, đi đường xa vượt hơn 100 km mà ăn ở đây đồ hết á, thì cũng mong cô bác anh chị hiểu nhiều thêm. Hôm nay chịu mấy ngày nay là chịu, về nhà là đọc bình luận coi, bị áp lực dư luận xã hội cũng tóc cũng bạc thêm rồi kìa. Thưa bác, với cô bác anh chị, hôm nay thì anh Hợp với lại chị Phương là vợ của anh Hợp á, có tặng cho các bé anh Hợp một cái phần quà, đó là các áo cho các bé đó. Còn đây là cái phần quà chị của Kiện. Chị Kiện ở là thành phố Long Xuyên á, tặng cho ngoại của các bé. Đây con, đây này là giày đưa cho ngoại ha, này là của con nha, này là của ngoại. Do đồ đạt thì để các bé thử, và anh Hợp với lại chị Phương cũng đã có lựa đồ và vừa cỡ các bé hết à. Thì cũng cảm ơn anh Hợp với chị Phương rất là nhiều ha. Cũng đã tận tâm với em để mà thôi đừng có buồn nữa, nếu như bị chửi là tụi em bị chửi nhiều hơn nè. Nên là nữ là cố gắng làm đi, coi như là mình nghe mình cảm nhận thôi, còn từ từ người ta sẽ hiểu thêm. Chứ bây giờ biết sao, bây giờ mình giải bài thì nó càng thêm rắc rối, không muốn làm thêm những cái chuyện khác nó càng thêm rắc rối làm gì anh Hợp. Cố gắng lên.
À, cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy là xong về cái phần nhà nha cô bác anh chị. Cái màu màu nước bê bây giờ nó lên rồi đó. Tuy nhiên mà bây giờ chị cô Mạnh Thường Quân ở của anh Một Đồng á hỗ trợ thêm thì mình cứ làm thêm màu hột gà cho cô ha. À, thì mai mốt đây cũng có thăm lại có phần quà cho các bé nữa. Thôi cảm ơn anh. Chắc em qua gặp gỡ các bé tí xíu. Các chú chào con. Dạ. Con chào cô bác với anh chị đi. Dạ con chào cô bác với anh chị. Lớn lên con nói. Lớn lên. Dạ con chào cô bác với anh chị. Hôm nay có đi học không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì con không có đi học buổi chiều. Buổi sáng kìa. Buổi sáng hả? Buổi sáng thì có. À chú hỏi là hôm nay mà chú hỏi đâu có hỏi là chiều nay đâu. Nên là nữ là có đi học buổi sáng buổi chiều mình nghỉ đúng không? Rồi chị hai chị ba đưa đi học ha. Dạ. Ừ, sao hôm nay mình ăn cơm gì á? Dạ. Hôm nay ngoại mua canh chua về ăn. Canh chua ha. Ăn ngon không? Ngon. Mấy chú không gặp Tuyền với Tiết là bao lâu rồi ta? Tiết nói chuyện lớn lên kìa. Cỡ 5-6 ngày. 5-6 ngày rồi. Con còn nhớ cái khung cảnh mà các chú ngồi đây mà quay những phim về con với lại bà ngoại của mình không? Nhớ. Mà ngồi đây là khung cảnh sao quên à? Chú quên à? Ba chú ngồi dưới này nè. Ừ. Ngoại con với anh con ngồi trên này. Ngồi trên cây á. Ngồi trên cái khúc cây mà ngoài trời nhớ không? À, nhớ không? Nhớ. À ngồi trên khúc cây mà ngoài trời mà nói chuyện hồi bà ngoại khóc á. Dạ. Rồi bây giờ mình ngồi ở đây thì cái cảm giác mình nó khác chưa? Dạ khác rồi. Khác sao? Nói lớn lên con. Rồi mình có còn mấy ngày nay có ở đây có mưa không? Dạ, hai ngày trước hình như một hay hai ngày trước nó có mưa lâm râm. Mà có mưa nó có dột như nhà mình có giờ giường giờ chổng gì nữa không? Dạ. Có còn dột xuống rồi nữa không? Dạ. Mà ngủ thì sao? Ngủ ngon. Rồi sao nữa? Rất là ấm luôn. Vậy hả? Tiền. Ngủ thì sao thấy sao? Dạ con thấy ấm. Ừ. Ngủ ngon không? Dạ ngon. Ở đây là ai ngủ? Ở đây là anh con với mẹ con. Anh con với ngoại con chứ. Ừ. Anh con với ngoại con. Còn con với Tiết ngủ trong buồng. Rồi bữa nay anh hai đi đâu rồi? Dạ anh chổng rồi. Đi làm hay sao? Dạ con không biết nữa. À anh nói là anh vô chổng một xíu. À đi chơi rồi. Đi bắt ốc. Đi bắt ốc rồi. Giờ hổm về nhà ăn cơm với gì nè? Dạ canh chua. Bà ngoại mua canh chua ha. Hổm giờ ăn ngon không ta? Dạ ngon. Rồi mình không còn đi tắm ngoài mưa nữa. Mình có không đi về vệ sinh ngoài kia nữa đúng không? Dạ. Ở đây thì mình cái nhà vệ sinh này mình đi mình có sợ không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì mình có nhà vệ sinh mới rồi. Hết sợ rồi. Hết sợ ta dòm lén nữa rồi. Rồi nấu ăn rồi mình có nấu ngoài trời nữa không? Hay là nấu bếp ga rồi? Dạ đâu, không. Cái ngoại con vẫn nấu bếp củi. Chỉ có hâm đồ ăn thì đem trong này thôi. À tiết kiệm. Tiết kiệm có nghĩa là nấu đồ ăn thì bếp củi đúng không? Dạ. Hâm đồ ăn thì đem vô trong này. Dạ. Đúng không? Rồi thấy cuộc sống mình bây giờ nó khỏe lại chưa Tuyền? Dạ khỏe rồi. Khỏe là sao nói nghe? Khỏe là mình không được. Mình không tắm ngoài trời không? Khi bà không tắm ngoài giờ không có giọt nữa. Ừ. Bây giờ mình còn mong ước gì không? Dạ con không biết. Yeah. Chú nãy chú ở đây chú có để ý chú thấy á là mình học bài là mình để ở trên giường thì mình học luôn hả? Dạ. Mình nằm mình học hay sao? Dạ nằm hay ngồi gì thì con với chị Tiết cũng ngồi hay nằm gì cũng được chứ á. Rồi đèn đủ ánh sáng để học không? Dạ không. Không hả? Rồi sao học được? Tại vì nó cũng hơi sáng sáng nên là con với chị con học hơi được. Vậy là mình có mình ước mơ mình bao giờ mình có được cái bàn học không? Dạ có. Ước mơ là sao? Ước mơ là mấy bạn có mấy cái bàn học mà không có. Bàn học nhỏ hay bàn học bự? Bàn học nhỏ. Mua bàn học 5 triệu được không? Không biết 5 triệu là nhiêu, nói chơi á.
Tại vì nhỏ lớp 2 á, là nữ là chưa biết cái số tiền. Biết 5 triệu không? 5 triệu mắc hả? 5 triệu mắc hả? 5 triệu mắc lắm chứ. Chỉ biết mắc là với rẻ thôi với mua bằng học mắc hay rẻ nè? Dạ rẻ. Sao mua cái bằng học mắc? Hơi tốn tiền không chú. Vậy hả? Sợ tốn tiền đúng không? Cũng thương ha. Bằng học nó có hai cái bằng học con. Một loại là có đồng hồ, một loại không có đồng hồ. Thì con rất thích loại nào? Một loại không có đồng hồ, tại vì tụi con nhìn vô máy. Có chú Động với chú Hồ ở đây rồi, cái đồng hồ nữa không? Bây giờ thôi dắt mấy chú vô cái phòng của con cái đi ha. Đây. Có mở cái cửa sổ đó ra thoáng á. Đây. Trời ơi, dạ. Ở đây mình để một cái bàn. Đâu tiền như tiết của đâu ở đây coi. Ở tại chỗ này thì anh em mình dự định thay mặt Quý Mạnh Thường Quân á, mua cho một cái bàn học để tụi tại chỗ này. Cái bàn học có để tập sách được luôn. Đó, rồi dưới lại một cái bàn nhỏ mini để trên giường á. Mình mua cho hai cái hoặc là ba cái, tại vì tiền như tiết để bàn học cũng được, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Nên là nữ là mình mua những cái nhỏ có 70-80 ngàn những cái á. Mình mua ba cái không được nữa. Thì anh hai có thường học không? Có, lâu lâu học một lần. À, vậy là mua ba cái đi. Như là một cái bàn học để sách vở trên đây lại được nè. Như là mua một cái đèn. Cái đèn để học bài. Ha. Sao mừng dữ vậy? Chú chỉ mới có tính rồi mà. Hả? Dạ. Sao? Vui. Con thấy phòng này nó có nực không? Dạ không. Không hả? Không nực ha? Tối không? Tối không? Chú tính dự định là mai mốt là thay mặt Quý Mạnh Thường Quân là khoét cái cửa sổ đó ra cô bác anh chị. Cửa sổ có nghĩa là nhà này thêm mua thêm hai cái cánh cửa sổ nữa nha. Một cái cánh cửa sổ mà 1m2 1m4 giống như phía bên đây. Một cái cánh, hai cái cánh cửa sổ đó luôn. Đem cái cánh cửa sổ nhỏ, đem cái cánh cửa sổ nhỏ ra ngoài đây, vô đây. Rồi để ngoài trước cái cánh cửa sổ lớn luôn, hai cái cánh cửa sổ lớn ngoài trước luôn. Là mỗi cánh cửa sổ anh Dự Vũ nói là 1,5 triệu á. Hai cánh cửa sổ thì nó cũng hết 3 triệu. Đem cái cánh cửa sổ nhỏ vô đây cho nó có ánh sáng, có gió rồi vô. Thật ra thì bây giờ từ nhưng mình ở đây mình cũng cảm thấy nó hơi bị hầm hầm thì không có quạt. Tuy nhiên có cửa sổ thì nó sẽ sáng hơn. Mỗi cái mình bổ sung ít ít vậy đó cho nó hoàn thiện thêm cái ngôi nhà. Cũng cảm ơn cô bác với anh chị rất là nhiều. Thôi đi ra trước đi. Thấy mấy chú đến đây bữa nay có quậy nhà con dữ không? Đẹp quá. Nói chung là sáng quá luôn nè. Rồi thôi. Hả? Chú ở chờ đó. Mà thôi đi đừng có qua, đừng có quay. Chú Hùng hả? Chú Hùng nhà, chú Hùng cho hai bé mặc đồ hả chú Hùng? Đồ anh Hùng cho luôn hả? Tốt. Này là anh Hộp, này là anh Hùng. Này là chị Kiện, ba phần đồ. Sao phát hiện ra hay vậy? Thôi nói cảm ơn mấy chú đi với lại Quý Mạnh Thường Quân đi. Nói cảm ơn mấy chú đi. Cô chú đi rồi. Cảm ơn chú Hòa với chú Hùng cho con đồ. Con cảm ơn cô Kiện nữa. Cô Kiện con xin cảm ơn. À. Con cảm ơn chú Hợp với chú Hùng đấy, với cô Kiện đã cho con đồ, con cảm ơn. Ừ, giỏi ha. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân từ những cái hiện kim nè. Rồi từ những cái vật phẩm nè. Cảm ơn anh 12 với lại anh Hên ở Vĩnh Long, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Rồi cảm ơn chị Hà ở Sài Gòn cũng đã tặng những cái chén dĩa thủy tinh với lại bằng sứ á. Rồi cảm ơn anh Hợp, rồi anh Hùng, rồi chị Kiện. Anh Hợp với anh Hùng là thợ sắt với thợ, là thợ hồ á cô bác anh chị. Rồi cảm ơn tất cả các đội thợ hồ, thợ sắt luôn. Rồi cảm ơn nói chung là chắc tất cả cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đến thời điểm này. Và ngày hôm nay thông tin với cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng cũng nhận được hai sự hỗ trợ. Bùi Hồ có nhận được một cái sự hỗ trợ từ chị Hằng ở Mỹ là 100 USD để tính Bùi Hồ dự định là mua cái bàn học á, với lại cái mấy cái bàn học với cái đèn. Rồi ngày mai này gặp lại bà cụ trao quà thêm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là kết thúc, cũng như đây là một cái clip cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cái cách bố trí ngôi nhà, cũng như là vì sao lại ngôi nhà lại như vậy. Những cái thắc mắc của bác anh chị cũng thay mặt anh Hợp đồ giải thích thêm cho cô bác anh chị hiểu.
Và một trong những cái khó khăn của các anh thợ là một trong những video clip mình lên mạng như thế này. Sao giờ, có lẽ là trong ngày mai thì mình mua những cái cánh cửa sổ thì phải chờ anh Vũ xuống mới thay được phải không? Đúng rồi anh. Cửa sổ là mình cứ trích ra 3 triệu. Có nghĩa là 3 triệu để dành tiền mua cửa sổ là khoảng hơn 100 đô, mình trừ 200 đô đi, còn lấy 100 đô em 100 đô nữa. 100 đô của Mạnh Thường Quân bên em với là 100 đô Mạnh Thường Quân bên anh á, thì mình sẽ có cô nói là trước tiên là mình bê lại cái phần hộp gà vậy đó. Ha, còn cái cửa sổ thì mình làm sao? Tại anh Vũ xuống làm mới được cái phần đó. Được chưa? Mình cứ trừ lại 200 đô đó, mình làm 100 đô để mình có thể mình hỗ trợ mua một số. Thì cô cũng nói đó, cô gửi để mà mua thêm một cái giường và một chiếc nệm. À, vậy thì mua đi. Và cái bàn học cho hai bé. Thì em 100, anh 100 là 40 mấy thì là đủ. Thì hai anh em mình cộng lại đó. Đúng thì rồi. Có thể mua tất cả cái gì mà còn thiếu đó thì anh em mình sẽ mua. Dạ, thì trước tiên là mình bổ sung từ từ ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau. Bye bye.